Rồi, cảm ơn. Anh được thấy em anh ơi. Ôi, lúc nhảy đừng bạn. Cái chồng xanh cái này kìa. Mọi người bình tĩnh nha mọi người, tôi setting bốn ngón nè mọi người. Biết hồi nãy anh không nói mặc đồ boss vô chứ bộ, bành gánh rồi, boss gánh rồi. Gánh. Đẹp bao lâu đẹp thiệt chứ bộ. Mọi người yên tâm đi, mình đi gánh mọi người. Mình gì được ngoài cái ghế to. Ừ. Nó thấy em có hai cái chùm này nó thấy dễ thương không bắn. Người ta bảo vậy nè, người ta nói vậy nè, ghế to không phải là cái tội, ghế to chỉ là thích giấy mà thôi. Ghế dùm vừa vô đi. một hồi mọi người thấy tôi đi bộ mà tôi không nhảy là mọi người biết rồi đó. Là mọi người biết tôi không bấm trúng được đứa nhảy rồi đó. Hôm bữa em cũng tập 3 ngón xong rồi giục bỏ luôn. Bình thường là anh đã bắn 3 ngón rồi mà. Bây giờ tập 4 bắn, ngón. Em bắn có 2 ngón à. Nhìn 4 ngón bắn nè. Qua wow, xử kia chứ chị ơi, chữ này để xài. Trời ơi, tao bắn 4 ngón chứ tao phải bắn 1 ngón đâu mà mày láo mày. Ok, em còn cờ gô đâu nè Lam. Còn cờ gô đâu nè. Nè, đây rồi. Không thấy người nha. Nó bên đây nè. Trời, tao xếp tiền 4 ngón mà tụi mày giỡn, tao mày sai lầm lớn rồi. Yeah. Tự tôi cũng quen à, mọi người đừng khi dễ tôi. Đừng xem vẽ bề ngoài quan trọng như thế sao? Vẽ bề ngoài quan trọng như thế à? Không biết, em không biết anh ơi. Có ai có keo không? Ông có keo không chú bà? Ông có keo. Nói mà mình là má mà ổng là ba chịu luôn. Gì à? Ai má không? Nè má bành nè. Trời trời, cái tên vậy cái. Ê, nó đu vụ chút kìa. Vẽ bề ngoài quan trọng như thế sao? Chị nóc anh. Rồi, không được, không nhặt được quyền thì xăng luôn rồi, nó chị nóc, sao cứu á, dưới nè. Nóc rồi, không biết còn mấy thằng. Quyền thì xăng nè, em chạy thôi. Anh ơi. Rồi. Ê. Đây nè. Chạy đi bạn ơi, chạy đi, không chết đó bạn ơi. Trời ơi, đập keo vậy. Tờ bắn tao sai lầm lắm rồi bạn à. À thằng đi cứu ở dưới hay gì vậy? Ơ bắn gục. Nó cứu nãy có thằng bay xuống bay bắn chứ à. Không bắn gục thằng gục rồi chết rồi nó không cứu. Anh thấy cái MB game thủ ngon không? MB game thủ ngon mà, đam to mà. Nhưng mà giảm tầm xa nhưng mà tầm gần nó quất 26 đam thôi. Trời á, bật ba lô bấm lỗ lúc nhảy nữa kìa. Trời á, má tức cái lồng ngực á. Tôi có miệng kìa nha. Khóc thét. Tức cái lồng ngực á. Nhớ cái ba lô để dưới đây cái trời ơi, tức lồng ngực á. Mà cái này ạc phụ hay ạc chính cho anh vậy? Ạc thì mắc lâu rồi, ạc mua đó, cũng như ạc chính rồi. Ngày chơi cũng như ạc chính phải không? Ừ. Anh lấy bay bắn giải luôn rồi hay gì? Không, đánh giải đến nào cũng bắn gà Gana mà đâu liên quan tới hạt chính mình đâu. À, bắn giải như này có hạt tự nhiên hả? Nó có hạt game mà. Mà mình ở tên mình bắn không? Đúng rồi. Vô trọng chắc cái hạt của Gana chứ full đồ á. Full đồ. Mình sống luôn. Full hết nhưng mà bắn thì kim đâu có chỉ số đâu, cũng vậy à, đang có đẻ thôi. Chị kia không có gì có chỉ số hả? Không, bắn giải chị kia đâu có chỉ số đâu. Như súng mặc định đó. Súng mặc định đó. Có đó. Đúng rồi. Là có cái skin thôi chứ không có chỉ số gì chơi không? Đúng rồi. Dạ, ba cha mà mình mới biết đó. Em tưởng là bắn giải này cũng có chỉ số. Đúng rồi. Nó chỉ có skin cho đẹp thôi chứ chỉ số không có. Tới lúc đó em thiết nghĩ, ủa nếu có skin là đứa này đem mạnh hơn đứa kia rồi sao? Cái cánh đẹp đó, bà nhìn nè, nó bay nè. Nó bay nè. À, sẽ tìm khó chơi thiệt luôn á. Mình để cái chọn cái dòng Chogono mình đem qua mình chạy.
cái vòng Chono mình đem qua trái để, còn cái ba lô đem xuống để chỗ vòng chỗ cũ của Chono, rồi cái nút nhảy đem lên chỗ cũ của ba lô. Mày đục kê đi, tao bắn cho, mày đục kê đi, tao bắn cho. Khó chơi vậy. Có địch à, mày đánh ghê vậy. Ủa tao có thấy thằng nào đâu, tao thấy thằng nào đâu, sao bắn dữ vậy? Xong keo á, chạy rồi, đâu con keo nhánh mà, chạy không kịp. Có keo không, có keo không? Không, có bộ nô rồi, có bộ nô rồi. Ok, chừng nào tôi gặp ông cứu tôi nha. Chỉ có tấm thằng này thôi. Chừng nào tôi gặp ông cứu tôi nha. Ok. Cứu cái quần què. Không có keo. Sao thắng? Kìa kìa mất kìa. Kìa cúng nè. Đi mày chết rồi con, mày chết rồi con. Ở đây nè, ở đây nè. Trời chết luôn, cứu cái quần què. Nóc lửa, nóc lửa. À, đang cứu trong kho, trong biệt thự lại nè, ý trong địa chắn lại nè. Tao phô máu cho mày luôn. Tao còn đồng đội tao mà, tao sợ mày à. Mày đến đi đi, tao sợ gì mày. Mày đứng đó đi, tao sợ gì mày. Mày đứng đó đi, mày ở đây đứng đó đi. Ê, sao mày giành đồ với tao? Mày giành đồ nhanh với hả? Mày đứng đó đi, tao sợ gì mày, mày đâu rồi, mày đứng đó đi. Ê, cho ba mẹ xuống trường với hả? Ê mà nó chạy đâu rồi bà con ơi. À, đu dù xuống hả? Ơ giọng mày giống cái giọng của ông ấy cấu với trời. Ơ tại sao bắn nó 4 viên lúc đang đu dù cho mày cháu, cho mày cháu lên chơi. Giọng mình mà cài giọng cấu nha. Bị lại á. Chết đi bỏ đâu đi biết. Bỏ đâu bắn công đi kiếm. Ây da, giật mình. Ê, đừng có cứu, đừng có cứu. Trái định mệnh mà. Không thể được mà. Thằng kia nó lấy... Ê, rồi bỏ. Sao? Rồi, giúp mẹ coi như bỏ. Rồi. Ôi, để thay ngái không nữa. Bỏ vô. À, mình không bỏ ý chí kìa. Nó đâu vậy, nó đâu vậy. Trên nhà. Ok, để kiếm cái súng, trên nhà có súng không ta? Anh móc sao cái đít rồi, được rồi. Cái súng mà móc. Anh thấy rồi. Kiếm cái súng nè. Ừ. Đó nhà đó đó. Được cái súng bắn máu nè. A được cái M14. À, ok sao. Trời ơi, bắn yếu rồi. Trời ơi. Chết cái lòng cái trời. Chơi thêm chặn á, chơi này chơi nọ, mày biết làm rồi. Mày dám chạy gà, sao mày không đặt tên là ba gà cho nó hay. Mày đâu rồi, nãy mày bắn tao đây rồi, cái xác tao đâu rồi, mày lùm mắt xác tao luôn hả, trời đù. Ờ chị ơi, em chơi thêm một chặn nữa, chặn này rồi chặn nữa em đi làm nha. Hả? Nó lùm mắt cái súng luôn. Chặn này chặn nữa em đi làm. Nó lùm mắt cái xác luôn, nó lùm mắt xác luôn rồi mọi người. Ờ, nó bắn cáp kìa, nó cáp này. Làm công ty gì? Nó lùm mắt cái xác luôn rồi nè. Đây nè, nó đây nè. Đâu? Mấy biển. Quỷ sứ này lượm tắt sát tôi luôn rồi, trời. Chạy xuống quá, cho chạy xuống đi, cho chạy xuống đá đi. Hai hàng luôn nha. Làm gì mà nó... Nó làm gì mà lượm tới tắt sát tôi luôn dữ vậy trời. Rồi, nó bị kẹp nắp rồi. Mười bắn rồi xong. Con đĩ này nó ngu không nội ơi. Bắn người mà chị đâu phải là ngu đâu, đâu phải cái tội đâu. Tại chứ mày gục kìa. Mày ảo. Lên tới kìa chị ơi, lên trên đây đi. Em biết em đi trước á, chị làm gì làm. Cái bữa đó nè. Tao mới ra cái tư cho mừng chị. Tới rồi kìa. Bữa đó nè, bữa đó nè. Thấy rồi. Thấy. Nó chạy vô kìa, nó chơi bụi cỏ kìa. Ây da, thằng nào bắn tao? Nó mất dạy, tao có làm gì mày đâu bắn tao. Rồi thôi xong rồi, chết hết luôn rồi. Ê chị ơi, có người cuối mình đi. Ây, con mẹ nè. Ô mày. Đấy. Cái lựu đạn. Đấy, thì ra mình mình là người sống cuối cùng đó. Rồi chết luôn nè. Ra ca ơi, cứu em đi. Đừng cứu vậy chị này, chị nói sao không, chị nói đừng cứu ba ca. Tao bắn nó vậy nó không vậy đó. Bạn ơi nghỉ chơi.
Là anh ba ca già quá nên anh kêu đừng thôi đi, đã cho nó rồi, ta chết tim mới bắn không có được rồi cứ. À, chuyện ghép anh ấy vừa thôi, anh ấy thế này thì chuyện hiếp hoài nữa. Trời ơi, trời bắn nó 190 máu nó không chết kìa. Chạy như chó luôn. Trời ơi, rồi 56 đam, 54 đam. Trời ơi, cuộc sống tôi bất lực quá mà. Lụm ra đúp được 4 viên bắn hết đạn rồi. Khổ quá. Ê, chị nói sao bắn xưa bắn lên. Chị ơi. Ê, nghe nè. Chị nói được nhảy lông cọc mới không? Ui. Không, đâu có bơm mấy cái lớn mà. Ui, cái mà lô được đâu rồi, Không có gì hết trơn á, không phải hành động free. Cái lồng ngực cái trời xuống hết chân. Mà mày sao mày kêu tao bằng chị, tao mới 2-4 à. Tu đâu mà tu. Ông bao nhiêu tuổi ta? 26. 26 à, vì em nhỏ mình 4 tuổi. Ủa, bữa anh nói 26. À, phải không? 25. Fast as fuck, boy. À, vì nhỏ không qua tuổi. Anh em cho tôi lút đồ cái được không anh em? Không, anh cho anh lút đồ kìa. Sao may nhật Hiêu ơi, sao dùng được kỹ năng của Guno ta? Guno đâu ra? Ai? Guno kìa, nhìn ở đâu vậy? Cáo Hiêu ơi kìa, cáo với đẹp, cáo sinh tùng kìa. Em hết máu rồi anh ơi. Áo sinh tùng mặc với nhân vật nào mà không được. Cái gì vậy? Sao nó trong bộ set sinh tùng mà? Học lao. Chạy ra đòi. Rồi, mò chết, đánh chết nè. Ê, cái lúc nhảy của tôi, trời ơi, tức cái lồng ngực. Rồi, còn chết nè, chết nè. Chết nè. Anh ơi, cuộc đời, bôi thu vô cái là đã hụt cắn 3-5 máu anh ơi. Hụt cắn 5 máu anh ơi. Rồi, xong rồi, mời cuộc đời anh như tà tàn, theo mấy khói anh ơi. Cắn mò nè. Tôi tức cái lồng ngực của trời. Chị nào ông chết là còn gì nữa đâu mà khóc với sao. Đâu, thường thường anh đi bắn giả, anh cắn bò hay lắm, bò này anh cắn như lắm. Anh ngồi ngoài mấy máu cũng được, cho cái kia bắn gì bắn. Cắn cái quần què nữa, bò này cắn. Nè, 5 máu nè, nè 5 máu nè anh. Ừ, 15 máu hả? Hello, chào bạn. Anh Ba Ca chạy từ đây vô đó mà sống kêu quần sư phụ. Sư phụ, đi suốt đời luôn. Rồi, cũng đã tàn rồi anh ơi. À anh ơi, từ từ anh ơi. Thêm đòi bắn súng chết nè, kì. Bum. Rồi, đúng rồi. À anh ơi, được thấy em anh ơi. Ơi, chạy từ bạn người bạn. Cái chậu xanh cái này kìa. Cái gì?